Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Độ Không Tuyệt Đối, tên tiếng Anh là Absolute Zero. Mình không biết phải giải thích thế nào, nhưng trái tim dường như muốn khóc. Đó là những cảm xúc mà em Sun không thể lý giải ngay khi gặp lại ông xã, mặc dù cả hai chưa quá thân thiết và chỉ có gặp mặt nhau đúng một lần mà thôi. Ông xã đau lòng, ngồi đối diện với em Sun mà ra giá với em Thụ. Nếu em ấy làm đúng hai điều kiện này thì ông xã sẽ kể cho em ấy nghe sự thật. Điều thứ nhất, ông xã sẽ gọi em Sun bằng anh cho dù hai đứa bằng tuổi với nhau. Em Sun cũng không hiểu cái ông nội này vì sao lại thích kêu mình bằng anh, ủa không lẽ nhìn em già đến như vậy sao trời. Mà thôi kệ, dán chiều thằng chả để coi sự thật của câu chuyện này là gì. Nhưng khi được ông xã gọi là anh thì em Sun bỗng lên cơn có thắc cơ tim cả nhà. Em ấy cũng chả hiểu vì sao lại bị như vậy. Việc kêu em Sun bằng anh đồng nghĩa với việc chuyện tình yêu của hai người sẽ không còn như trước nữa mà sẽ được ông đạo diễn và bà biên kịch viết lại thành một câu chuyện khác. Chắc chắn em Sun và ông xã từ nay sẽ không còn gặp lại và không biết khi nào mới được trùng phùng. Điều thứ hai, ông xã kêu em Sun tự tay viết một lá thư để gửi đến em Sun 2018. Với mục đích, 10 năm sau khi em Sun đọc lại những dòng chữ do chính tay mình viết mà biết rằng luôn có một ông xã luôn yêu thương, lo lắng cho em ấy đang chờ đợi ngày trùng phùng của định mệnh. Ông xã không quên nhắc nhở em Sun là mình vẫn luôn đi xem phim và ngồi đúng cái ghế G8 thần thánh, hễ hết phim mà có người hét lên, phim thú vị nhỉ, thì đó chính là chồng của anh đó. U là trời, ông top này đúng là tính trước cả tận 10 năm lận á cả nhà, em phải phục sát đất với ông nội này. Ông xã vừa đọc cho em Sun viết mà nước mắt cứ rơi đầm đìa, ruột đau như cắt. Còn em Sun 2008 và em Sun máy bay không biết nhân vật ông xã này là ai, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cũng tuôn quặng từng cơn, y như là có ai đó dùng cây tâm xỉa răng đâm thẳng vào trái tim bé bồng đầy tổn thương vậy đó cả nhà. Cái này bà Lương Bích Hữu kêu là dằm trong tim á, bao ngày qua dù tình yêu đã xa, đêm từng đêm, nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua, từng lời anh nói yêu, vẫn còn đây, thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến em không nhận ra, để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình ra đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra. Nhưng chỉ còn biết nhớ, biết thương trong muộn màng nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ, chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa. Mất anh vì không biết yêu anh, quá dại khờ. Đôi trai trẻ, đau đớn, bịn dịn mà nói lời chia tay. Vậy là kể từ nay ông xã và em Sun chính thức đường ai nấy đi để bảo toàn tánh mạng, chứ yêu nhau nữa thì 10 năm sau lại có một người phải ra đi mãi mãi. Ông xã tận dụng những ngày cô đơn này cùng quay quần với gia đình để quên hết chuyện đau lòng về em Sun. Bề ngoài là vậy, nhưng khi ở một mình trong phòng, nhìn cái quần què gì ông xã đều nhớ đến em Sun hết. Song song đó, em Sun cũng có một nỗi buồn y chang như vậy. Em xem mà tội nghiệp cho cặp đôi này hết sức. Tội nghiệp cho anh Tóc phải ở vậy, dưới trinh tiết tận tới 10 năm thì mới gặp được em Thụ để xả đạn. Rồi cái ngày chiếu phim ngoài trời cũng đã đến, nếu y như trước đây thì hôm nay là ngày mà ông xã tỏ tình, chính thức trở thành người yêu của em Sun. Thì nay ông xả lại cùng lũ bạn thân coi phim chung, ngồi cùng đám bạn, nhưng tâm trí anh Top vẫn chỉ nghĩ về hình ảnh của em Sun mà thôi. Thì ra lũ bạn thân này lúc ông xả buồn thì ông xả mới rủ đi coi phim chung, lúc ông xả có kèo với em Sun thì tìm cách đuổi khéo tụi nó đi chỗ khác chơi. Quá tàn nhẫn mà, liệu tình bạn như vậy có bền lâu không nhỉ? Rồi ngôi sao băng quyền năng cũng bay qua trước mặt ông xả vội ước chúng ta sẽ được gặp lại nhau một lần nữa vào cái ngày định mệnh ấy năm 2018. Ông chú cho thuê phim 18 công tự nhiên hôm nay ghé thăm ông xã ngang xương. Ông chú chất vấn vì sao chưa chịu về mà còn vất vưởng ở quá khứ thế này. U là trời, em không ngờ ông chú này biết được ông xã hiện tại là do hồn ông xã 2018 nhập vào đó cả nhà. Coi bộ ông chú này không phải là nhân vật tầm thường rồi. Không lẽ ông chú này là Doctor trên ẩn danh phiên bản Thái Lan. Nhờ viên đá thời gian mà ông chú đã đưa ông xã và em Sun Xuyên không về lại quá khứ. Ông xã nói, cháu không muốn trở về tương lai là vì cháu sợ em Sun sẽ quên cháu và cháu sợ chính cháu sẽ quên hết mọi chuyện. Ông chú lắc đầu ngao ngán, hai vợ chồng mày nói chuyện y như nhau, thôi hai đứa bay muốn làm gì làm, dán mà nắm bắt cơ hội lần này, sẽ không còn còn cơ hội lần sau để sửa nữa đâu con. Thôi chú về đốt cái lá thư mà con vợ mày nó gửi, coi như hoàn thành tâm nguyện của nó. Ông xả mặt mày như ai ăn hết của, cau có mà vào rạp Galaxy xem phim một mình. Không biết bộ phim nó dỡ đến cỡ nào mà ông xả nằm ngủ 5 phút là đã xuyên không trở lại năm 2018 ngay và luôn. Anh Top ngán ngẩm với cái trò xuyên không này lắm rồi, không biết là lịch sử có được viết lại hay không.
Ông xả vội chạy ngay tới quán cà phê mà hỏi chị Nan, chị có biết người nào tên Suan Sun không vậy chị? Bà chị tội nghiệp nghĩ ông xả chắc bị mộng du hay sao á mà cứ hỏi cái tên đó hoài, 10 năm trước đã hỏi một lần rồi mà 10 năm sau nó lại hỏi tiếp. Chị biết ai tên đó là chị chết liền á em. Ông xả đau đớn trong tuyệt vọng, vừa ôm chị Nan vừa khóc. 10 năm rồi mà em chưa tìm ra được anh ấy chị ơi, rồi anh ấy không xuất hiện thì ai phá trinh em đây? Đau lòng quá chị Nan ơi là chị Nan. Ông xả cũng đã đến những nơi lúc trước từng đến, đến cả nhà trọ để tìm em Sun nhưng không ai biết em ấy là ai hết, nhưng ông xả chưa bao giờ từ bỏ hy vọng cả. Đeo cái vòng kỷ niệm lên tay, ông xả xuống nhà ăn sáng với mẹ, tiện hỏi mẹ có biết Suan Sun là ai không? Mẹ ông xả cũng lắc đầu ngao ngán, không biết là ai con à, người yêu con hả, mau dắt về ra mắt bố mẹ đi. Trong lúc chờ đợi lũ bạn đến ăn chơi kỷ niệm 10 năm xa cách, chị Nan thông báo đã sửa sang cái phòng có ma hôm bữa lại rồi và đã phát tờ rơi cho mướn. Nhìn cái tờ rồi, cảm xúc ông xả lại đông đầy, nhưng thôi con bạn đã tới rồi ra tám với nó cái đã. Rồi cả đám túm lại, trò chuyện tán gẫu sau bao ngày xa cách y như một cái chợ thật sự. Em xuống máy bay đang ngồi máy tính chơi Forex thì lại thấy con bướm thần thánh của anh Hồ Quang Hiếu bay qua, lần trước bao lô thua sặc máu, lần này dụ tao đánh đề nữa hả mày, tao đâu có ngu. Mà con bùm bùm này nó linh lắm nha cả nhà, đúng là thú cưng của anh Hiếu có khác, nó bay qua bay lại chỉ cho em Sun thấy cái tờ rơi cho thuê phòng mới ghê. Nhìn cái phòng, em Sun thấy cũng thường thôi đâu có gì đặc biệt đâu, nhưng mà tự nhiên vẫn muốn thuê ở đó vậy ta. Thôi lưu số điện thoại mai hỏi coi cho thuê một tháng bao nhiêu. Phim độ không tuyệt đối tập 10 đã hết. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 11 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.